strawberry. Ồ, bộ này trái cũng nhiều mọi người, đang được bông mọi người. Hôm bữa mấy con sóc hay còn gì mà ăn của mình mấy trái đó. Con trái hôm bữa nó lớn đó, bằng những con tay cái mình này đó mà nó ăn rồi. Đó, giờ thêm được mấy trái này nữa này. Dễ thương chưa cưng không? Đó, trái này bích hơn này, bự hơn này. À, che lại đi, cho nó khỏi thấy phải ăn. Hello, xin chào mọi người đang xem kênh Thanh CS. Bữa nay là chủ nhật ngày lễ ma đây này mọi người. Bữa nay đi chợ mà đông quá trình, hoa quá trình này. Hoa hồng đây bán 19 đồng 99 sen này. À, là một dozen là 12 bông đấy. Đó. Hoa mặt trời là 6 đồng 99 sen là một, đó, một bó như vậy này. Đó, có 5 bông đó. Wow, hoa hồng. Đi dị ứng mà cũng vẫn cứ thích hoa mọi người. Đầu kia người ta cắm sẵn này. Wow. Hoa này thì 3 bó như vậy là 15 đồng. Nhưng mà phải mua 3 bó luôn. Đó, mít bữa nay 79 sen là một hoa mọi người. Mọi người thấy chưa này? Đó, nó đang còn xanh như vậy này, nó mới chớm vàng thôi người ta đã cắt như vậy rồi này. Đó, thấy không? Đó, cái trái này thì nó vàng này nhưng mà nhìn nó không có ngon lắm. Sắp vào trắng 79 cent pound này. Ờ, mình lên bút này. Ồ, wow, ớt này ớt ngọt này. Mua một cái cho một cái mọi người. Đó là mua một cái chồng này. Một bịch như vậy là 3 đồng 99 sen. Là tính ra mình mua 2 bịch là có 2 đồng một bịch thôi. Strawberry 2 hộp 3 đồng mọi người. Nhìn trái bự. Để mình mua. Wow, nhìn trái bự ngon chưa? Này. Hai vợ chồng đi chợ về rồi, giờ chồng mình nấu đồ ăn chính miệng đem qua bên nhà em chồng ăn mừng ngày lễ ma đây này mọi người. Là ngày lễ mẹ đó. Ngày lễ ma đây này thì nó không cố định là ngày nào cả đâu. Người ta tính là ngày chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5 đó là mừng ngày lễ ma đây đây này. Bây giờ chồng mình đang làm món Thái đây. Có lá, có xạ, có lá bây giờ mọi người. Bây giờ là lá rau quế đó, chấm thơm. À,
này là món gỏi gà xé phay này. Con đi trước đi, con đi trước đi. Bịt cửa cho mẹ cái. Rồi, ủa? Không thấy ai hết đấy, đâu rồi? Không thấy ai đâu hết đây nè. Cô Thúy mua chợ phẩm đó hả? Này, cô Thúy làm... Con mấy tờ này. Ôi, đâu con? Đâu rồi? Hai tiên. Mua chi nhiều dữ vậy? Happy my day. Không, chúc mừng ngày này. Em mua rồi đó hả? Em mua rồi đó, giờ em làm nè. Anh mua cái giống không có. Cái giống hết hàng rồi. Bây giờ có, nhà ba. Có làm gì nữa? Mít. Mít nữa đấy hả? Mít của Minh Trương mới đó. Chị mà ba bánh lọt này chú là múc về. Múc về rồi chuối chiên rồi đó. Rồi lắm món à. Bà mới mua hả? Dạ. Món này. Bà mua nó cùng màu Hidden Treasure đó cậu. Bà ngon này. Đi ngàn nó sẽ nhiêu con này chứ mà nó được xài về ăn. Với cái ghế này đây đó hả? Dạ. Cái ghế này cô vừa mới mua nè. Cái ghế sofa bao nhiêu con? Ghế sofa là hàng mới là 800 mấy. Đứng dậy cho mẹ nữa cái con, đứng dậy mẹ coi cái. Không, mẹ gọi. Nè, cô Dương mới mua bộ ghế sofa này nè. 800 cả thuế đó mọi người. $800. Con lấy bún cái này lên đây. Ơi rồi bộ bàn. Rồi bộ bàn này bao nhiêu? 95. $95 đó hả? Trời ơi rẻ quá ha. Mua đâu đây? Không, có 100 mấy mà con trả. Nhưng mà ở đâu đây tiên? Hidden Treasure đó mở. Wow. Cái thằng đó nó nhìn con nó trả giá được rồi. Trời ơi nè. Nhà cô Dương mua được cái bộ bàn này được có gần $100 mọi người. Rẻ quá là rẻ luôn đó, bằng gỗ nè. Wow. Gỗ. Wow. Mai đây mọi người ơi. Bình, ngồi đây. Toàn món ngon không? Chị có tiền với gia đình chị có. Cho em nước cái đã. Con trai nó mời chị mà làm sao? Hồi sáng ha, anh nhà nhắn tin đi mua tá tê rồi chị gọi lại thôi à. Làm em sao? Chị bé cho mấy bé nữa không vậy? Em kết thúc rồi bà. Chị có rồi thôi đấy. Sang, mua đi em. Mua đi sao? Lấy $6 một pound hả? $6. Rồi lobster. Lobster 14 đồng một pound. 15 đồng. Có biết như vậy là rẻ ha. Bữa nay $6 một pound là rẻ. Em sống mà, em đâu ăn chết đâu. Mua sống ăn luôn. Em mua sống rồi em chặt ra em ra. Mấy nè, cái này mực nè. Dạ. Cái tàu không á. Cái này Sang nhớ cho like rồi Sang. Rồi có like luôn. Tập like bấm vào kênh và đăng ký kênh. Vậy em đâu? Đây, vậy em đây anh.
Nấm chấm ngon. Dạ ngon hết chị. Cái này là mới về là rồi. Ừ, thank you Tiên. Có rau dưới này dưới. Dạ. Rồi, mời mọi người ăn nha. Nó đưa lớn á, nó sợ buồn á. Thầy kia nó hoài con nhà nó làm bài tập á. Ông này giống cha thẻ. Giống không? Giống sáng á. Ừ. Đứa lớn giống mẹ. Đứa lớn mẹ giống mẹ mặt tròn quay. Đứa đầu nhất chưa có kinh nghiệm đúng không? À, à là hai cháu trai rồi được bé này gái. Ô à, mừng quá. Qua tới bên này mới được đứa gái rồi đó hả? Thành hai đứa trai đó. Dạ. Thành hai đứa trai. Đứa gái này đi hả? Qua không gặp. Thành thành cũng là mấy năm rồi đó. Bữa đó kỳ đó là em đang thử nghiệm đó. 4 năm rồi. Wow. 5 năm rồi. Thành nữ trên đó là 5 năm rồi đó. À vậy á hả? À, vậy á, thank you. Thank you. Chà, em ăn quán nó khác. Đảm. À, biết cái anh chưa? À, biết rồi, tâm điểu rồi. Nè, bóp cái. Bóp ở đây cái. Dạ bắt đầu em lột nó dễ lột không? Không, chị ăn thôi vậy là phải tháo cái đầu ra. Em tháo cái đầu ra. Chị chưa bao giờ ăn, lần đầu tiên chị ăn đó hả? Lần đầu tiên chị ăn đó hả? Đó, bỏ này đi, bóp vậy nè. Rồi tách ra. Rồi, vậy thôi. Rồi bắt đầu em ăn sống này á, em ăn cái đầu nó cũng ngon lắm à. Lấy cái đầu nó cũng ngon lắm. Cái đầu ngon lắm. Cái đầu nó có bỏ nha. Cái đầu có cái gia vị á. À, cái đầu ngon lắm. Đầu có ngạch mà. Ừ. Đầu ngon lắm á. Bây giờ ghiền nè. Đầu đúng mà. Đầu múc lên. Em cắn. Em cắn không đúng đúng đó. Bẻ đầu ra. Cái ngon lắm rồi. Nên chị thích ăn nó là vậy á. Tại vì đầu nó có ngạch. Chân ngại đó. Đây nè. Đây nè. Đây. Nè, đứng cầm biểu nè. Bẻ đầu ra. Bẻ đầu ra là đó, húp này đây. Bẻ này đây, bẻ hai chân ra là để đây, mình húp sau. Đó, bẻ này nè. Ngày mai lên mạng luôn. Thấy. Dạ rồi. Đại gia bên Phan Thiết. Ai nọ. Rồi, ăn cái này là ngon nè, cái gạch ăn á. Đó. À. Nhìn là thấy chả nước miếng nó ngon thế. Con vịt này em chồng làm ngon lắm rồi chị. Đây em chồng chỉ có cách này để này. Okay. And then here, bóp cái này. Bóp cái này, here, bóp cái bấm này rồi kéo ra này. That's it. That's all you do. Cứ mọi người kéo. Kéo là that's the right one. Bẻ cái đầu ra, bóp cái đuôi kéo là kéo nguyên con ra luôn. Kéo nguyên con luôn rồi, em làm lại là em tập. Ok. Cô Thúy ơi, chè này chè gì? Cái là chè gì? Bà bánh lọt. Chè bà bánh lọt hả? Dạ. Cô nấu chè bà bánh lọt này mọi người. Nó khoai. Nó đủ loại khoai. Dạ. Ủa nhưng mà cái phone của ba mẹ là khi mua lọt đúng không? Anh ăn không? Lấy ngay còn e rồi nữa. Đây. Lấy cho. Đó. Dạ. Giống như là 3 tháng đầu, giờ xin như những người mà không phản nạn nhiều quá chú, là chú đăng ký 15 đô một tháng thôi. Thì gọi unlimited. Rồi nó phải ăn ra mà này có, này của con này. Đó. Anh đi, anh xong rồi con chơi, con ăn xong con chơi. Đó, ăn xong con chơi, đó cái dài dài con thích đó. Anh đi. Dài quá hả, anh cái nhỏ nhỏ này trước nè. Đó. Chứ mà nghĩ đi thì nó đâu có ý nghĩa đâu ha. Ngon không, ngon không con? Ngon hả? À. Đúng rồi, nghĩ đi thì đâu. Chị bà Mỹ, chị bà Mỹ có phát hiện quá hay thì mình làm chung hả? Miếng gà hả? Anh miếng gà. Không muốn đâu nhưng mà tao vô cái thê rồi. Thúy về Thanh Bình biết à. Nó nhìn sang nhà nó ở gần cho tiệm xứ. Cái không chế chụp là nghệ thuật chứ thôi ai cũng làm chỗ ngon đó. Nó phải feel it. Cái là đúng độ mới được. Đây, cháu gái làm bánh tráng sụt. Đây.
cây xanh. Cái đó là cái gì con? Dầu hả? Dầu cho một ít. Một ít thôi, cho nó ướt ướt rồi. Tại bánh chén này nó cứng mà nó đâu phải dẻo như bánh chén Việt Nam đâu. Bánh chén Việt Nam đó. Nhưng mà dầu này là dầu mẹ dùng để rang tỏi rồi. Thơm. Yeah, cái đó thơm lắm á. Hồi nãy cậu dùng cái đó còn làm chao fan á. Nó có mùi cỏ thơm á. Cà tế vô tỏ không gái. Mà ăn cay cay được đúng không? Everybody ăn cay được, mọi người ăn cay được, cay chất lượng á. Sa tế. Okay. Sa tế mẹ con làm luôn đấy. Cúc thì cúc, sa tế xả. Cậu ở trường á, không có sa tế này con có sa tế tôm mùa ở chợ. Nói xong muội đi đâu rồi? Muội hả? Rau ram. Đây là rau ram. Để mami ăn với nhánh chụp cho mami mới về được. 80% mà gọi là cái chát mà gọi là xoài. Xoài. Xoài xanh. Xoài xanh. Xoài xanh. Xoài xanh. Xoài xanh. Xoài đây. Ủa cái dao này nó màu con bò ngược ngược vậy đó hả? Không phải con bò ngược mà là tay con trái. Ồ đúng không? Rồi ha, một đứa có cái dao này màu ngược ngược hay vậy? Thôi tại cái sàn này có thấy nó chua. Ừ, đời mày gì? Ha, tính con sao đâu á hả? Hả? Ở tê hay tê con chiêu dù vậy nè, con chiêu thôi này con. Hấp dẫn. Tại sao nó chua nhét cái gì? Ồ, có còn là bò chanh nữa hả? Sao nó chua quá không? Cho bánh chén nó mềm mềm á. Mà chanh này cũng đỡ hơn là xanh. Dạ, chanh này nó thơm mà. Nó vẫn còn được chua hơn. Chua nó dịu hơn. Ờ hả. Đây đây, để mù bóc trứng cho mọi người lấy trứng ra mà bóc nhau. Còn đây là hành phi. Hành phi. Hành phi made in Việt Nam. Đây hành phi made in Việt Nam. Hành phi này là độc nhất vô nhị nha. Made in Việt Nam. Phan biết đem qua mà chọn từ cái hành tốt nhất của cái địa phận. Con thấy chú là làm về chú nổi tiếng á con. Yeah. Hành phi chấm miệng của anh ta. Con thấy chú làm về chú nổi tiếng anh. Chú không làm, chú làm. Ồ, tôm của con đâu rồi hả? Tôm của con đâu rồi hả? Còn tôm của con đâu rồi hả? Đây nè, cái này. Cái này là con làm từ gì? Tôm tươi hả? Tôm tươi xay ra rồi rang lên. Tôm tươi xay ra rồi rang lên rồi được. Chưa gì gì hấp dẫn rồi đó. Wow. Giờ trộn lên rồi xong rồi bỏ trứng vô nữa là ăn được phải không? Dạ đúng rồi, mấy mai muối. Muối đâu người ta? Muối đâu rồi đó hả? Đây. Muối nữa. Đó. Muối tôm. Muối tôm Tây Ninh. Đó, đây. Trời ơi. Muối tôm Tây Ninh. Hai chén đồ lần hả? Đây có cái mùi hả? Cái mùi hả? Ơi chà. Ha mùi. Đó, giờ trộn đều xong rồi bỏ trứng cút vô rồi. Là ăn rồi. Rồi mình rắc cái ít muối lên trứng nữa. Đây. Nhìn hấp dẫn không? Dạ, hấp dẫn. Mày chỉ biết món bánh tráng trộn mà đúng không? Biết. Dạ. Trời ơi, mình order đi ăn hoài à. Phải order về 18 đồng một phần. Rồi, nó mới ăn đúng không? Nhưng mà nó có mực tôm nè. Mực tôm không? Nó chỉ có mấy cái mực sấy, bỏ sấy thôi. À, đúng rồi. Hả? Chưa chua thêm chanh nữa hả?
cái đề vẽ giá rồi đề vẽ tù chứ nó không bắt con nó cấm à con nó cấm con nó che chết đỏ thế giới luôn con nó cũng cấm cả thế giới luôn vui lắm trời cho nghe con nó động vật quý nhà em á nhưng mà thịt nó rất là ngon nha à. Bắt đầu là ông ăn xong ông phơi cái bảy ngàn á trời ơi thì con nó cấm đắt bảy ngàn á hai cái tay hàng đâu con nó tay hai chị mình mai sang nha rồi ba chân thành cảm ơn chân thành nhiều nha cảm ơn chị chào chú Bye. Con thấy hình con không? Bye. Okay.